bóng vẫn trong chân các cầu thủ Palestine. Rất nguy hiểm. Như vậy là lưới của Đặng Văn Lâm đã tung lên. Một pha không chiến và Đa Bác đã ghi bàn. Cầu thủ mang áo số 9, Ode Đa Bác đã ghi bàn. Một pha đánh đầu vào góc gần và Văn Lâm không thể cản phá. Tỷ số là 1-0 nghiêng về đội khách. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của Palestine. Đình Trọng không thể áp sát và cản phá tình huống này. Đa Bác có chiều cao quá tốt. Một cú đánh đầu khó đối với Văn Lâm. Văn Lâm đã bay người hết cỡ rồi. Và đánh gót ngẫu hứng của Văn Thanh. Công Phượng, Anh Đức, sút, Anh Đức đã ghi bàn. Phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 và Anh Đức đã ghi bàn. Văn Thanh, Công Phượng đã có những pha phối hợp rất mượt mà để Anh Đức ra chân trái tung một cú sút có thể nói là hiểm hóc vào thủ môn bên phía Palestine. Rất tốt. Chắc chắn là bàn thắng này sẽ ghi điểm trong mắt huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Đức đã ghi điểm trong mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo với bàn thắng rất đẹp vừa rồi. Niềm vui của người hâm mộ Việt Nam. Lá đại kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng của Anh Đức. Công Phượng ghi bàn. Xin lỗi bạn, Công Phượng kiến tạo và Anh Đức ghi bàn thắng. Cú sút rất hiểm hóc của tiền đạo đang chơi cho BKMX Bình Dương. Công Phượng đi bóng quá dẻo, anh vặn sườn hậu vệ đối phương và truyền cho Anh Đức. Anh Đức đỡ lại một nhịp và rất bình tĩnh ghi bàn. Tỷ số là 1-1. Trong hiệp 2 của trận đấu thì UA Việt Nam vẫn chưa có sự thay đổi người nào. Văn Thanh. Rất đáng tiếc là Văn Quyết không đón được bóng. Trong hiệp 1 có thể nói Văn Thanh, Công Phượng là những người chơi hay nhất. Hoạt động năng nổ và có màn đánh những tình huống tấn công nóng nhất của UEFA Việt Nam. Đường chuyền về rất nguy hiểm. Quang Hải. Đường chuyền hơi mạnh so với đà di chuyển của Công Phượng. Công Phượng và Quang Hải cũng là những người rất hiểu nhau khi họ từng sát cánh từ thời U16 Việt Nam. Văn Quyết. Nỗ lực của Quang Hải. Rất tốt, Xuân Trường. Công Phượng. Văn Thanh. Rất tiếc là không có ai. Đường chuyền theo bài của Văn Thanh. Tuy nhiên thì tuyến 2 không có một cầu thủ nào băng vào dứt điểm. Xuân Trường.
Đây là Đoàn Văn Hậu. Công Phượng. Vừa rồi Công Phượng không truyền cho anh Đức mà quyết định dứt điểm. Bóng vẫn trong chân các thủ U23 Việt Nam. Công Phượng, Xuân Trường. Đường truyền hơi non của Xuân Trường. Tuy nhiên trọng tài xác định bóng đã chạm tay hậu vệ bên phía Palestine. Sẽ có một quả đá phạt cho U23 Việt Nam. Và chúng ta cùng chờ xem ai sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Xuân Trường và Quang Hải đang là những người đứng trước bóng. Ở góc sút này, Quang Hải hoàn toàn có thể sút thẳng. Khoảng cách là gần 30 mét. Quang Hải đang rất tập trung, sút không được, bóng đi không chính xác. Trong đội hình hiện tại của U23 Việt Nam ở mùa giải năm nay thi đấu tại V-League thì Xuân Trường là người ghi nhiều bàn thắng nhất từ những pha sút phạt. Trong đó không ai có thể quên được bàn thắng mà Xuân Trường ghi vào lưới của chính Đặng Văn Lâm khi Hoàng Anh Gia Lai đến Hải Phòng. Không khó đối với Văn Lâm. Văn Quyết lỗi rồi. Trọng tài đã rút thẻ vàng đối với cầu thủ số 12 Monat Fanun. Đây là cầu thủ đã mắc trên dưới 3 lỗi ở hiệp 1. Một pha vào bóng khá thô bạo đối với đội trưởng của U23 Việt Nam là Văn Quyết. Văn Quyết và Văn Hậu. Vẫn là Văn Hậu đứng chuyền vào. Vẫn còn Văn Thành. Quang Hải. Công Phượng dứt điểm. Siêu phẩm của Công Phượng. Một pha sút bóng quá đẹp của tiền đạo bên phía câu lạc bộ đang chơi cho Hoàng Anh Gia Lai. Siêu phẩm. Bàn thắng này chắc chắn sẽ đem lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. 2-1 cho U23 Việt Nam. Công Phượng quá hay. Lá Đại Kỳ một lần nữa tung bay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đường truyền của Quang Hải. Công Phượng không chia bóng và sút quá đẹp. Một pha hạ bóng đúng tầm chân và tung ra một cú sút quyết đoán của Công Phượng. Một cú sút mà thủ môn bên phía Palestine đành bất lực. Công Phượng và anh Đức, những người đã ghi bàn thắng cho đến thời điểm này, đang chơi rất tốt